Dạ, cảm ơn các em. Có lớp nào chưa thấy thì cho cô hay nha. Rồi, như các em biết thì cái nhu cầu khám tầm soát hiện nay đó là ngày càng gia tăng theo phát triển của xã hội. Và cái đó là nhu cầu thực tế của người dân và điều đó là cũng đáng trân trọng. Có nghĩa là điều kiện của cá nhân, của gia đình và hỗ trợ của ngành y tế để cho bệnh nhân hay là cá nhân nói chung được khám sớm, khám sàng lọc. Rồi, và cái phần dự phòng hay là khám tầm soát cũng là một trong những cái đặc điểm quan trọng trong thực hành y học gia đình. Bởi vì chúng ta làm việc thường xuyên với cá nhân và gia đình theo thời gian thì đương nhiên là những cái lúc mà người ta còn khỏe mạnh á, chưa có bệnh, hoặc là những cái lúc mà chưa có bệnh này nhưng chưa có những cái bệnh khác mà chúng ta khám tầm soát để phát hiện những cái bệnh mà mình chưa có biết, chưa có được chẩn đoán, thì điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh nhân và gia đình, đối với cá nhân. Thì bài hôm nay giúp cho chúng ta tập trung vào cái phần là test sàng lọc cho cá nhân và gia đình. Chúng ta cho test, chỉ định test gì, khi nào, trả lời cho bệnh nhân tại sao chúng ta chọn lựa những cái test đó, và giải thích cho một người khi mà họ chưa có những cái triệu chứng thì cái khả năng mắc bệnh hay là không mắc bệnh sau khi làm test được giải thích như thế nào. Okay, các em có 4 mục tiêu trong bài. Thứ nhất là chúng ta nhận thức về cái khám sức khỏe định kỳ là một cái nguyên tắc quan trọng và có cơ sở khoa học trong y học gia đình. Các em phân tích phương pháp chăm sóc dự phòng cho bệnh nhân theo mô hình RISE ở tại phòng khám. Và chúng ta nắm sâu hơn về 4 tiêu chuẩn của một cái test sàng lọc. Chúng ta thực hành khám tầm soát và tham vấn cho một số tình huống. Và bài này thì ứng dụng kiến thức là của cái lĩnh vực y học dự phòng là trên diện rộng cho cộng đồng. Còn đối với y học gia đình thì tiếp cận theo hướng là hẹp hơn, tức là cá nhân và gia đình ở tại phòng khám. Vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng và cá thể hóa cho từng trường hợp. Tức là bài này thì nó đang xen vừa là cái một cái kiến thức rộng chung của cái lĩnh vực dự phòng, và ra quyết định thì cái người bác sĩ sẽ dựa trên từng bệnh nhân, tức là chúng ta sẽ cá thể hóa ha. Mềm mà nắm được hai cái quan điểm này chúng ta kết hợp. Và cái những cái chiến lược lớn chúng ta ứng dụng trong bài đó là sàng lọc sức khỏe là cái nội dung chính của bài. Rồi thay đổi lối sống cũng là một phần quan trọng của bài 5 và bài 6. Bài 6 là liên quan đến những cái can thiệp dự phòng. Kiểm soát yếu tố nguy cơ cũng tương tự như vậy, và chương trình tiêm chủng. Đầu tiên khi mà tiếp cận bệnh nhân ở tại phòng khám thì mấy em nhớ dùm cô cái mô hình RISE. Mô hình RISE là chúng ta sẽ chăm sóc trên quan điểm dự phòng cho bệnh nhân khi mà đi khám. Thì RISE nó là viết tắt của 4 cái từ tiếng Anh, 4 từ, 4 bước. Thứ nhất là tiêm chủng, hay là chúng ta đi từ theo cái trình tự đó là R, R trước. Thì R nó là risk factor, là xác định yếu tố nguy cơ. Một người khi mà đến khám thì mấy em khám, mấy em hỏi, mấy em cho cận lâm sàng để xem cái người này có những cái nguy cơ gì. Rồi bước thứ hai là tiêm chủng, immunization, thì chúng ta xem coi sẽ chỉ định những cái chủng ngừa nào phù hợp. Thứ ba là chữ S là screening, là sàng lọc. Và chúng ta sẽ thảo luận kỹ phần này. Thứ tư là chữ E, education, là giáo dục. Giáo dục thì chủ yếu là chúng ta giải thích về cái vấn đề sức khỏe của bệnh nhân và khuyên những cái can thiệp mà không dùng thuốc, tức là về mặt giáo dục đó, thay đổi, chủ yếu là thay đổi hành vi nè, rồi thay đổi nhận thức nè, và bao gồm luôn thuốc thì nó nằm trong này, tại vì chúng ta không có chia nhỏ ra thêm một mục nữa. Thì cái giáo dục đây cũng chính là sử dụng các cái thuốc cần thiết. Như vậy thì cái phần thứ tư này chúng ta xem chung nó là can thiệp. Để mấy em nhớ dùm 4 bước nha.
Cái này trong giáo trình có thì chúng ta ghi chú. Thứ nhất là xác định nguy cơ. Xác định nguy cơ thì thực ra một người có rất nhiều nguy cơ. Chúng ta hệ thống hóa lại thì mấy em sẽ đi theo cái một cái trình tự như thế này là cho dễ nhớ và không bị sót. Thứ nhất là bệnh tật. Chúng ta xem người này có tiền sử bệnh gì. Ví dụ như mấy em đi phòng khám, đa phần là những cái bệnh nhân lớn tuổi, bệnh mãn tính đó, thì bệnh tật của họ ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, vừa là bệnh mà vừa là nguy cơ của các cái biến chứng, các cái rối loạn khác. Ví dụ như là tăng huyết áp được coi là vừa là bệnh mà vừa là nguy cơ của các cái bệnh mạch vành, đột quỵ. Rồi thứ nhì là thói quen vận động. Đa phần Việt Nam và cả thế giới thì cái vận động là chưa có đủ theo khuyến cáo. Và cái này thì các em, như các em có học bài 6 trước, phải không? Thì chúng ta biết thế nào là vận động đủ theo khuyến cáo. Thì chúng ta có thể đo lường dựa theo cái khuyến cáo này để xem coi một người là vận động đủ hay không. Cái này thì không phải tất cả bệnh nhân chúng ta đều hỏi, mà những cái bệnh lý có liên quan thì chúng ta sẽ hỏi kỹ hơn. Ví dụ như những cái người trẻ mà có nguy cơ tim mạch thì chúng ta có thể hỏi kỹ hơn để mà tư vấn sâu hơn về cái này. Rồi, hoặc là chúng ta muốn có cái chế độ là giảm cân cho bệnh nhân thì cũng áp dụng cái vận động kết hợp với chế độ ăn. Rồi thứ ba là rượu, để mình cũng đo lường ha. Một là chúng ta đo lường cái đơn vị chuẩn bệnh nhân sử dụng hàng tuần là bao nhiêu rượu bia. Rồi cái thứ nhì là những cái test để sàng lọc xem bệnh nhân có nghiện rượu hay không. Ví dụ như là test audit hay là test thay, nó thì là được đã được nghiên cứu về tính giá trị để chúng ta áp dụng, có thể sử dụng tại phòng khám bởi vì nó cũng ngắn, ít câu, hiệu quả. Rồi thứ tư là thuốc lá, thì mấy em biết rồi, chúng ta tính bằng số gói năm nha. Kế đến là dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì tính qua BMI. Những người mà thừa cân béo phì thì chúng ta tính cụ thể và tư vấn chuyên sâu về dinh dưỡng hơn. Còn người bình thường thì nếu mà thấy thể trạng bình thường, mấy em có thể bỏ qua phần này. Hoặc là trong dinh dưỡng, mặc dù là cái thể trạng người ta là trung bình nha, không có thừa cân hay là không có suy dinh dưỡng, nhưng mà cái chế độ ăn nó không có hợp lý, không có cân đối, không khoa học. Ví dụ như bệnh nhân ăn nhiều tinh bột, nhiều cái thức ăn ngọt, ăn ít rau, ví dụ vậy, thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu sâu và can thiệp chỗ này khi mà có chỉ định, khi cần. Rồi, về tâm thần. Tâm thần là một cái mảng cũng quan trọng, nhưng mà ít có được chú ý. Và chúng ta nhớ là một người là chúng ta quan tâm ở cái khía cạnh sinh lý, tâm lý, nha, cả hai. Sinh lý thì mấy em học rất là kỹ về bệnh học, các chuyên ngành. Nhưng mà về tâm lý thì chúng ta ít có chú ý cái phần này. Trong khi nó là, cũng là một cái phần sức khỏe của người bệnh, và nó tương tác qua lại giữa cái sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất. Như vậy tâm thần thì có một số người mà có nguy cơ cao hơn á, là bắt buộc mấy em phải sàng lọc thường quy. Nhóm thứ nhất là nhóm có triệu chứng là đương nhiên chúng ta phải chẩn đoán. Nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ thì mấy em sẽ sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm. Như vậy thì ai là cái nhóm nguy cơ của cái bệnh lý tâm thần? Các bạn có biết không, những người nào là có nguy cơ? Ví dụ như ngành y của mình nè, bác sĩ, sinh viên, điều dưỡng, nhân viên y tế, có phải là có nguy cơ không em? Có bạn nào trả lời được ý này không? Thứ nhất là chúng ta nhận diện ra được cái nhóm nguy cơ. Thứ nhì là sàng lọc bằng cách nào. Rồi thứ ba mình mới tính đến chuyện can thiệp như thế nào. Như vậy thì đầu tiên mấy em nhận diện cái nhóm nguy cơ, thì cô liệt kê ra một số cái nhóm là chúng ta có thể kể. Ví dụ như là gì? Ở phòng khám thì một là người cao tuổi, bệnh mãn tính. Càng nhiều bệnh mãn tính thì
sức khỏe tâm thần càng bị ảnh hưởng nhiều, đó là dựa theo các cái nghiên cứu. Rồi gì nữa? Như vậy thì trong cái dân số mà chúng ta khám bệnh ở phòng khám, những cái người như thế này là cũng chiếm nhiều đó em. Rồi gì nữa? Ví dụ như là trong số những người này chúng ta sẽ chọn lọc ra người nào có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn như là gia đình có những cái mâu thuẫn, hay là có vấn đề vợ hay chồng mất, hay là ly hôn, ly thân chẳng hạn. Vì gì nữa? Hoặc là kinh tế thấp, hay là những người gì tàn tật, vân vân. Rồi nếu mà tính theo nhóm tuổi thì nhóm cao tuổi về hưu, rồi nhóm trẻ, người ở tuổi vị thành niên. Vị thành niên thì cái sức khỏe tâm thần là chịu ảnh hưởng nhiều, và nó đứng trong cái top nguyên nhân tử vong, tự tử nó là chiếm khá cao, thành ra mấy em chú ý. Rồi phụ nữ mang thai và sau sinh trong vòng 1 năm là những cái đối tượng nguy cơ, vân vân, nó còn nhiều nhóm khác. Nhà cô liệt kê những cái nhóm thường gặp ở phòng khám. Và sàng lọc thì lát nữa sẽ nói đến các cái test liên quan tới những cái vấn đề này. Tình dục là một cái vấn đề nó tương đối tế nhị, khó. Không phải là bệnh nhân nào chúng ta cũng sàng lọc được dễ dàng, và cũng không phải cần thiết tất cả mọi người. Thì những cái người nào mà chúng ta thấy có nguy cơ hoặc là có bệnh lý thì chúng ta sàng lọc kỹ hơn về cái nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục, liên quan tới nghề nghiệp, công việc hoặc là cái vấn đề sức khỏe của họ. Rồi vấn đề đi lại, cái này có vẻ nó hơi nhiều phải không? Bác sĩ mà quan tâm đến cái chuyện đi lại của bệnh nhân, nhưng mà thực ra nó chiếm cái nguyên nhân tử vong là đứng thứ hai trong tất cả nguyên nhân, cho nên là cái này chúng ta cũng có thể chú ý thêm nha. Mà thực ra thì ở trên này nếu mà các em làm đầy đủ thì nó đã chiếm rất là nhiều cái công việc, nhiều nội dung. Rồi tiền sử nghề nghiệp liên quan tới môi trường làm việc có bị ô nhiễm, có độc hại hay không, và tiền sử gia đình là những cái bệnh lý di truyền thông qua cây phả hệ. Thì nếu mà chúng ta nắm được đầy đủ như thế này thì gần như là đã hoàn chỉnh về cái nguy cơ, chúng ta hiểu biết về nguy cơ của cá thể của một cái bệnh nhân. Một số nơi ở các nước cô có dịp đi tham quan học tập thì người ta có cái mẫu đánh giá nguy cơ sức khỏe, ở đây chúng ta chưa áp dụng cái này. Cái này các em có thể vận dụng sau này ở phòng khám, mình phát cái tờ này cho bệnh nhân khi mà ngồi chờ khám, thì bệnh nhân có thể tự đọc và đánh dấu vào những cái vấn đề. Đối với những người khám lần đầu, còn thường xuyên khi mà tái khám thì mình không cần phải lặp lại cái tờ này. Chủ yếu là để lấy thông tin, tiết kiệm thời gian cho bác sĩ. Thì một cái người điều dưỡng hay trợ lý, thư ký y khoa có thể hỗ trợ lấy cái phần này. Rồi sau đó khi mà ta thấy có những cái nào bất thường thì mình chú ý, mình sẽ tư vấn kỹ hơn cái phần đó. Trong này chúng ta thấy là tương đối chi tiết về tiền sử gia đình, các cái bệnh lý. Rồi tiền sử về bản thân thì liên quan tới chế độ ăn, ăn uống như thế nào, có sử dụng thuốc lá, rượu bia, thuốc ngừa thai, thuốc tiêm chích, vận động thể lực như thế nào, rồi thậm chí là vệ sinh cá nhân, hàng tắm hàng ngày, đánh răng, cái này rất là chi tiết nha. Rồi tiền sử nghề nghiệp, quan hệ tình dục, những cái này bệnh nhân có thể họ tự điền vào. Rồi các yếu tố gây stress và cách đối phó như thế nào. Ví dụ như là nhân viên y tế thì cũng là một cái nhóm nguy cơ, đặc biệt là trong mùa dịch Covid thì các em thấy là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là ngành y tế đang bị quá tải, và nó chính là một cái yếu tố gây nên cái stress. Gọi là cái burnout, hội chứng burnout là gì mềm? Cái từ nó giống như là bị bùng nổ, bị stress, bị căng thẳng quá mức. Chúng ta có thể dựa vào các cái thống kê về bệnh tật tử vong ở Việt Nam nha. Thì các em có hai cái bảng, thì cô giới thiệu cái bảng gần hơn. Chúng ta có một cái bảng năm 2006 của tác giả Ngô Đức Anh ở Việt Nam,
Và cái bản là năm 2012 thì nó hơi khác một chút. Nhưng mà nhìn chung mấy em xem cái sơ đồ về cái thống kê về nguyên nhân tử vong á, nó có thay đổi một chút nhưng mà cơ bản nó vẫn là gì? Thứ nhất hoặc là trước đây là thứ nhì, đó là bệnh mạch máu não, tai biến mạch máu não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim thì được xem là cái nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Nó chiếm đến 16,6%, rồi cả nam lẫn nữ. Thứ nhì là tai nạn giao thông ở nam. Rồi những cái nguyên nhân tiếp theo đó là ung thư gan, ung thư phổi là hai cái bệnh gây tử vong nhiều nhất ở nam. Đối với nữ thì vẫn là ung thư gan, ung thư phổi là chiếm trong cái top 10. Ngoài ra còn nhiều loại ung thư bên dưới nữa, nhưng mà cái này nổi bật là 10 cái nguyên nhân. Thì mấy em nhìn là sơ qua về các cái nguyên nhân này, chúng ta có thể tầm soát sớm được không? Phần lớn chúng ta có thể tầm soát, một là trực tiếp, hai là thông qua cái nguy cơ của nó. Ví dụ như tai biến mạch máu não, mình không sàng lọc trực tiếp mà chúng ta sàng lọc là nguy cơ. Thì nguy cơ cao nhất của nó là tăng huyết áp và cái đái tháo đường. Thì hai cái bệnh lý này có thể sàng lọc và kiểm soát tốt được. Tai nạn giao thông chúng ta không qua hai cái nguyên nhân chính, viêm gan siêu vi và cái gì mấy em nghiện rượu nha. Ung thư phổi thì cũng vậy, là thông qua cái việc hút thuốc lá, chứ chúng ta không có cái test đủ mạnh hiện nay để sàng lọc trực tiếp cái ung thư phổi và chưa có khuyến cáo. Rồi bệnh tim thiếu máu cục bộ tương tự như vậy, là chúng ta sàng lọc về cái yếu tố nguy cơ. HIV thì không có chỉ định sàng lọc rộng rãi trong cộng đồng trừ cái nhóm nguy cơ. Rồi, đối với cái mô hình bệnh tật tử của năm 2006 thì chúng ta còn thấy đó là gì nữa? Chúng ta còn thấy là ung thư dạ dày thì những cái thu âm tuyến vú và chụp nhũ ảnh nha. Tự tử thì chúng ta sàng lọc bằng cách nào? Sàng lọc giống như nãy cô nói, những cái người mà có nguy cơ cao đó, hoặc là có triệu chứng, tại vì có triệu chứng thì là đưa đến cái tự tử chứ không phải là người bình thường đang tự nhiên không có triệu chứng gì trước đó thì đưa đến tự tử thì nó không đúng. Thì do đó là chỗ này là chúng ta chẩn đoán, chứ chẩn đoán sớm ha, các cái bệnh lý đưa đến tự tử, cái bệnh lý tâm thần. Rồi vẫn là cái nguyên nhân cao thứ ba ở nam giới, và cho đến 2012 thì nó trở thành nguyên nhân thứ bảy gây tử vong. Thì đối với cái này chúng ta không có khuyến cáo sàng lọc thường quy, nhưng mà cũng giống như là thuốc lá hoặc là tai nạn giao thông vậy đó, thì can thiệp cái diện rộng song song là vẫn hiệu quả, tức là tuyên truyền trên cái nhóm có nguy cơ. Đặc biệt chúng ta biết là cái HIV nó lây lan cái nguy cơ cao là ở nhóm nào ạ? Có nhóm tiêm chích nè, sử dụng ma túy, và cái thứ nhì là nhóm đồng tính nam nha. Chúng ta không có kỳ thị nhưng mà đảm bảo, ví dụ như là bệnh nhân khi mà có nhu cầu tư vấn thì chúng ta nhấn mạnh cái này, tại vì nguy cơ lây HIV giữa cái người nam sang người nam á, là tăng gấp 40 lần so với khác giới nha. Cái này một cái nghiên cứu ở Mỹ cho thấy là ở nhóm nam đồng tính là tăng nguy cơ lên 40 lần, bởi vì cái kiểu quan hệ đó. Và chính điều này thì người ta có thể giới hạn cái người đi hiến máu là nhóm nam đồng tính ở một số nơi nha, vì cái nguy cơ cao. Thì chúng ta cũng chú ý cái này.
Rồi, đó là chúng ta lược qua về cái nguyên nhân gây ra tử vong. Và những cái nguyên nhân này phần lớn chúng ta có thể tầm soát được. Do đó thì nếu mà các em thấy có một cái mô hình gắn kết giữa cái người bệnh nhân, bác sĩ gặp gỡ thường xuyên để chúng ta sàng lọc thì điều này rất là tốt. Như hiện nay thì chúng ta còn đang hạn chế ở chỗ là thường là bệnh nhân họ tự, cái nhu cầu họ tự đi khám. Đó thì khi có khi năm nay họ khám, năm sau họ không khám. Có khi nhiều năm họ cũng chẳng đi khám, cũng chẳng biết cái chỉ số huyết áp của mình là bao nhiêu. Trừ khi là có những cái chương trình ở phường, ở xã mời đến. Nhưng mà đôi khi nếu mà làm theo chương trình không có định kỳ thường xuyên thì đôi khi cũng khó phát hiện. Rồi ngay cả những người mà họ biết huyết áp cao mà không có điều trị tiếp tục, đó là cũng là một cái vấn đề nghe điều trị bỏ dở nhân dân. Thì có rất nhiều cái nguyên nhân, cái lý do để đưa đến chúng ta nhìn thấy cái mô hình bệnh tật tử vong như thế này. Rồi chúng ta sang cái bước thứ hai là tiêm chủng. Tiêm chủng thì cũng không có nhiều bệnh lắm. Đối với trẻ em thì các em biết rồi, chúng ta đi nhi chúng ta biết các cái bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng nha. 7 bệnh lý phải không, và mở rộng thêm ở tháng thứ 9, tháng 15 chúng ta thêm 3 bệnh. Rồi đối với người lớn thì mấy em chú ý là viêm gan siêu vi B nè, uống ván cúm, rồi viêm gan phổ biến chúng ta khuyên ngừa, khuyên để đi tiêm ngừa. Đối với một số quốc gia thì bác sĩ gia đình là cái người tiêm và quản lý, là cái đội, cái nhóm mà ở tại cái phòng khám đó sẽ có cái người thư ký nhắc nhở. Hiện nay thì nhìn chung là ý thức tiêm ngừa của bệnh nhân có khá hơn. Và rõ ràng nhất là hiện nay các em thấy là đối với COVID nha, thì hầu hết mọi người đều có ý thức tiêm ngừa. Hầu hết ai cũng muốn được tiêm ngừa sớm khi có thuốc. Thì rõ ràng tiêm chủng mang lại lợi ích rất là lớn. Riêng đối với cúm thì một có thể thu lại cái lợi ích từ 20 cho đến 29 đô la Mỹ. Tức là nói về cái hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên thì chắc cái này nó cũng tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Ví dụ như những cái nước đang phát triển thì những cái thiệt hại mà khi mà bệnh nhân họ phải nghỉ việc do bệnh, ví dụ như cúm nè, những cái bệnh họ gom tất cả về cái thiệt hại, ví dụ như nghỉ việc hoặc là bệnh từ nhẹ tới nặng, đó thì tính ra cái chi phí là khá là lớn. Nhưng mà có thể là đối với một số cái quốc gia đang phát triển thì cái con số này nó có thể khác. Thì do đó cái khuyến cáo chúng ta thấy nó cũng sẽ hơi khác một chút về mặt sàng lọc cũng như là về mặt tiêm ngừa. Nhưng nhìn chung thì cô lọc lại thì đây là những cái bệnh mà phần lớn các quốc gia đều khuyến cáo. Bản trong giáo trình, bản phụ lục ấy, thì có tóm tắt lại để cho các em dễ hiểu hơn. Đối với theo cái nhóm tuổi thì tiêm ngừa những cái loại nào, kể cả tuổi nè, rồi nguy cơ, tuổi và nguy cơ là hai cái quan trọng. Ví dụ như là đối với người lớn thì có thể tiêm ngừa viêm gan A, viêm gan B. Rồi đối với thai phụ thì tiêm ngừa uốn ván nè. Rồi gì nữa ạ? Viêm gan B. Gì nữa ạ? Varicella là gì mấy em? Tiêm trước khi mang thai. Thì varicella đó là tiêm ngừa thủy đậu. Tiêm trước khi mang thai, hoặc là rubella để cũng là trước khi mang thai 3 tháng. Rồi viêm gan B là chỉ định tương đối là rộng rãi cho người trưởng thành. Trong đó cái nhóm mà có nguy cơ đó là nhân viên y tế nè, chúng ta được khuyên tiêm ngừa. Rồi đối với những cái người như là ở tiếp xúc với người bệnh ở viện dưỡng lão, người lớn tuổi hay là trẻ em trong các cái trường học thì được khuyên là tiêm ngừa cúm. Và đối với bệnh nhân mà lớn tuổi, bệnh mãn tính
từ 65 trở lên hoặc là từ thậm chí là từ 50 thì có khuyến cáo tiêm ngừa và cúm rất là mang lại hiệu quả. Rồi nói chung là những cái người mà có tiếp xúc thường xuyên với người nhiều người mà nhiều người có nguy cơ bệnh lắm em, ví dụ như là người bệnh, người già hay là trẻ em ở những cái khu tập thể vân vân thì được khuyên ngừa tiêm cúm. Đây là cô trích một số bảng thôi, chúng ta còn nhiều bảng ở trong cái bảng phụ lục. Ví dụ như là ung thư cổ tử cung ha, thì đối với trẻ từ bao nhiêu tuổi ạ? Cái tuổi mà cho dễ nhớ thì em nhớ là từ 9 đến 19 tuổi là tiêm ngừa ung thư cổ tử cung. Và ở một số quốc gia, ví dụ như Mỹ, thì tiêm ngừa được miễn phí trong cái độ tuổi này, trong khi ngoài độ tuổi vẫn có thể tiêm được cho tới 26 thì bệnh nhân phải tự trả tiền. Rồi cái phần của Tổ chức Y tế Thế giới của WHO thì viêm gan siêu vi A. Ví dụ như là cái này là một cái ví dụ thêm em, nó còn nhiều lắm. Ai là người có nguy cơ thì chúng ta biết là những cái người mà ở bếp ăn nè, nấu ăn kém hay là thiếu nước sạch thì cái này cũng có nhiều quốc gia, một số quốc gia là bị cái tình trạng này, cho nên là được khuyến cáo tiêm ngừa rộng rãi. Ở Việt Nam thì chúng ta tiêm ngừa những cái người liên quan tới chế biến thực phẩm, hoặc là nhóm đồng tính cũng được khuyên ngừa, bởi vì do cái kiểu quan hệ tình dục nó cũng đưa đến cái nguy cơ. Rồi gì nữa, đi du lịch thì cái này đối với các cái quốc gia phát triển nhà, còn đối với ở Việt Nam thì thường mình ít có đặt ra vấn đề này. Mặc dù khi mà ở Việt Nam sang các nước khác thì cũng được nhắc nhở tiêm ngừa các cái bệnh lý, ví dụ như là viêm gan B, viêm gan A. Một số bệnh lý thì nó giống nhau mà một số sẽ hơi khác. Ở đây là chúng ta nhấn mạnh là đối với người chưa có triệu chứng nha, để mà chúng ta kịp thời can thiệp hoặc là dự phòng nếu mà chưa có bị. Rồi sàng lọc là khám một nhóm người để chúng ta phân ra được người nào thật sự khỏe mạnh và người nào có bệnh hoặc là có nguy cơ cao. Trên lâm sàng, cái đó thì ở cái nghĩa cộng đồng nhiều hơn, tức là chúng ta phân nhóm, giống như các em thấy là test COVID vậy đó. Nha, cái này chúng ta cũng dễ hình dung. Mình sử dụng cái test nhanh, thì sau khi cái buổi chúng ta xét nghiệm, test nhanh, thì mấy em sẽ phân ra được là cái người nào có bệnh hay là có nguy cơ, người nào không. Ở đây thì chúng ta chỉ phân ra cái nhóm là nhóm bệnh và nhóm không bệnh. Còn ví dụ như chúng ta nguy cơ và người nguy cơ cao, nguy cơ thấp hay là không có nguy cơ, ví dụ như thế. Đó là đối với ý nghĩa cộng đồng. Còn ở phòng khám chúng ta không có phân nhóm như thế này, tại vì mình đâu có biết trước được cộng đồng của mình là những cái người nào, mà cái người bác sĩ sẽ cho trên từng cá thể bệnh nhân đi khám, thì lúc đó chúng ta sẽ chọn lựa cái test nó phù hợp với tuổi, giới tính và cái tình trạng sức khỏe của người đó nha. Trừ khi nào cái người bác sĩ, ví dụ bác sĩ ở phòng khám hay là bác sĩ gia đình, chúng ta được phân cụ thể một cái nhóm dân cư, thì điều này rất là tốt. Ví dụ như là được phân theo cái chương trình thí điểm của Bộ Y tế, ví dụ như là 400 thẻ bảo hiểm hay là 800 thẻ hoặc là 1.000 người đó, thì cái người bác sĩ phụ trách cho 1.000 người này trong vòng 1 năm thì họ sẽ lên kế hoạch sàng lọc khi nào. Rồi người nào có bệnh, người nào không bệnh, chúng ta phân nhóm ra thì nó sẽ theo cái hướng đó. Còn đối với ở phòng khám ngoại trú hiện nay thì chúng ta làm là theo cá thể. Rồi ví dụ bệnh mạch vành thì mấy em sẽ sàng lọc những cái test gì?
À, thường đối với bệnh mạch vành thì các bạn hay đặt ra đầu tiên là đo điện tim, rồi thứ nhì là cho siêu âm tim, rồi có bạn là cho chụp mạch vành nữa, rồi hoặc là CT scan ha, có cái gì là chúng ta làm hết về tim. Nhưng mà thực ra đó thì cái khuyến cáo sàng lọc bệnh mạch vành đó là ở chỗ là cái nguy cơ tim mạch. Như vậy mấy em rà soát lại cái nguy cơ tim mạch bao gồm cái gì có thể sàng lọc được, ngoại trừ là gì di truyền thì không thay đổi được, nhưng mà chúng ta có thể ghi nhận để mà phát hiện sớm nha. Di truyền cũng là một nè, yếu tố gia đình, rồi gì nữa, xét nghiệm bộ mở, rồi xét nghiệm đường huyết định kỳ. Từ 40 tuổi trở lên thì khuyến cáo là mỗi 2 năm một lần cho người bình thường, còn đối với những cái người có thay đổi, có rối loạn đó thì sẽ gần hơn. Gì nữa, những người thừa cân béo phì là có nguy cơ hút thuốc lá. À, được chưa? Đó là những cái nguy cơ mà khi mấy em tầm soát những cái này nè. Ví dụ như một người đến với chúng ta không có biểu hiện của bệnh mạch vành là chưa có đúng. Bởi vì trên cái quan điểm dự phòng á, thì chúng ta sẽ xem có những người như thế này mấy em. Nam giới độ tuổi khoảng 40, béo phì, nhà BMI có thể là 28, 29, rồi hút thuốc lá hoặc là cỡ 25, 26 là đã có nguy cơ rồi. Rồi hút thuốc lá nhiều. Rồi áp lực không chưa cao, nhưng mà những cái lần đi khám bệnh thì nó rơi vào khoảng 130 trên 80, 85. Rồi đường thì chưa phải là đái tháo đường, nhưng mà ở cái mức là tiền đái tháo đường. Đó thì có những cái nhóm bệnh nhân như vậy, tức là ở cái giai đoạn cửa sổ, giai đoạn xin hỏi là giai đoạn sớm, có nghĩa là chưa có này đó, không can thiệp á, thì một thời gian sau bệnh nhân sẽ quay lại với cái triệu chứng một cách nhanh chóng. Đó là chúng ta có thể dự đoán được. Như vậy thì cái xác định được cái nguy cơ tại cái thời điểm đó để mà can thiệp đó rất là có ý nghĩa nha. Mặc dù là đo điện tâm đồ bình thường bệnh nhân chưa có biểu hiện đau ngực, nhưng mà mấy em phát hiện ra được những cái dấu hiệu như cô cho ví dụ đó, can thiệp thay đổi thì sẽ tốt. Rồi đó là ví dụ về bệnh mạch vành. Thì đối với mỗi bệnh chúng ta sẽ đặt câu hỏi, tự hỏi mình tại sao chúng ta sàng lọc bệnh này, tại sao chúng ta chọn test này, tại sao mình chỉ định ECG. Nhà thực ra ECG để sàng lọc những cái người không triệu chứng là mà trẻ tuổi nữa thì không có được khuyến cáo nè. Thậm chí là ngược lại là không, chứ không phải là nghiêng đối cái việc cho điện tâm đồ ở cái người trẻ để sàng lọc bệnh mạch vành. Chúng ta cũng nên biết qua một chút về những cái bất lợi của sàng lọc nha, khi mà cho chỉ định. Thứ nhất là tốn chi phí, thì do đó thì các em cũng nên nắm về cái chi phí, cái giá của cái sàng lọc nha. Cái này thì khi mà chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ nắm bắt được cái chi phí, rồi thậm chí là mình có thể chọn lựa giữa cái test này test kia về độ chính xác và cái giá phù hợp cho bệnh nhân. Tại vì các em biết là nếu mà bệnh nhân có điều kiện thì nó không là vấn đề, nhưng mà đa phần cái mức mà sàng lọc là ở cái mức khá là cao so với cái thu nhập trung bình của người Việt Nam, mà mấy em hình dung là phải sàng lọc định kỳ. Mỗi mỗi năm nha, có khi là mỗi 6 tháng đối với trường hợp bất thường, thì đó là một cái chi phí không nhỏ mà trong khi bảo hiểm không thanh toán. Rồi làm nhiều test không cần thiết nên là xâm lấn. Ví dụ mấy em cho bệnh nhân đi nội soi hoài, mỗi năm đi nội soi một lần nha, là cũng là một cái vấn đề. Có bệnh nhân đó là giờ không soi không yên tâm, lỡ mà bị ung thư rồi sao.
ung thư dạ dày, ung thư đại tràng thì thôi bác sĩ cứ cho, ví dụ vậy, thì mình có cho hay không à, đó là một chuyện. Rồi chỉ định, chưa kể là khi mà bệnh nhân này rất cần soi dạ dày hoặc là soi đại tràng nhưng mà đôi khi bệnh nhân không hợp tác vân vân à, thì chúng ta sẽ cân nhắc cái chỉ định cần thiết và à, cái hạn chế cái tính xâm lấn nếu được. Hoặc là thử máu, có người đi thử máu thường xuyên à, thậm chí là hàng tháng anh em à, hàng tháng hoặc là mỗi 3 tháng à, trong khi cái chỉ số bình thường, nhưng mà vì quá lo lắng là trong gia đình có người vừa bị ung thư qua đời thì người ta đi khám rất là thường xuyên. Rồi giải thích sai kết quả à, ví dụ như nãy cái người mà à, cô nói cái người nam mà bị thừa cân béo phì đó à, nếu mà chúng ta chỉ để cho đo cái điện tâm đồ không là chúng ta sẽ phân nhầm nhóm, giải thích sai kết quả. Rồi cái chi phí sàng lọc và dự phòng thì đa phần nó rẻ hơn so với là để điều trị bệnh, nhưng mà chỉ số ít trường hợp á, thì nó sẽ tốn kém hơn nha. Và lúc đó mình phải cân nhắc coi có điều trị sớm hay không, đó là trong trường hợp rối loạn lipid máu. Thì không phải trường hợp nào chúng ta cũng điều trị, tại vì người ta nghiên cứu thấy là điều trị phải cần đến 150 người trong vòng 5 năm điều trị bằng statin ha, thì mới đổi lại được một ca là ngừa biến cố tim mạch. Và cái chi phí điều trị đó rất là lớn. Cái này thông qua nghiên cứu mà, tức là cái con số NNT đó, Number Needed to Treat đó, thì cái số người cần điều trị mà càng lớn thì chứng tỏ là vì cái can thiệp hiệu quả đó nó càng thấp. Phải cần điều trị rất là nhiều người để mà đổi lại lấy một cái ca hiệu quả. Thì nếu mà NNT càng lớn thì cái hiệu quả cho thấy là thấp. Và đối với rối loạn lipid máu thì cái con số này như thế, cái chênh lệch giữa sàng lọc và điều trị dự phòng nó rất là lớn so với điều trị bệnh. Rồi đó là những cái vấn đề chúng ta cân nhắc. Rồi một số cái cô nói thêm, cái này ngoài bài học trong giáo trình các em không có. À, ví dụ như là cái overdiagnose, là chẩn đoán quá mức. À, chẩn đoán quá mức thì cái này nó có liên quan đến cái ngưỡng mà chúng ta à, nó có thể gây hại dẫn đến là căng thẳng tâm lý khi mà cái ngưỡng hạ lên à, đưa đến có khi là điều trị không cần thiết, người ta lo lắng suy nghĩ và điều trị không cần thiết. À, liên quan ví dụ như là cái ung thư tuyến giáp, đây là một cái nghiên cứu đã thấy là ở Hàn Quốc thì tăng lên tới 7 lần à, trong cái giai đoạn khoảng 10 năm, nhưng mà người ta thấy rằng 95% các ung thư này có kích thước nhỏ, được phát hiện chủ yếu thông qua tầm soát, nhưng mà tỷ lệ tử vong về ung thư tuyến giáp thì lại không thay đổi nha. Cho nên là cái việc mà tầm soát như thế này là không cần thiết, hay là cái chẩn đoán sớm như thế này là quá mức, là overdiagnose. À, cái trường hợp này nó khác với false positive, tức là dương tính giả. À, lát nữa mình sẽ nói về cái phần giá trị của test, nó có cái phần này. À, dương tính giả là những cái bất thường không phải là bệnh sau khi nghiên cứu thêm. À, tức là cái này nó giả, nó bị sai dương tính giả, giống như các em được test COVID, test nhanh à, xong rồi mình test lại PCR là âm tính thì cái test nhanh lúc đó được coi là dương tính giả. À, thì trường hợp đó rất là mừng, nhà cái người được test vui mừng lắm em. À, mình không phải là bệnh, không bị cách ly, không phải đi điều trị, nó dẫn đến rất là nhiều cái phiền phức à, và à, lo lắng về tâm lý. Có thể là cái sức khỏe mình vẫn ổn như vậy mà cái lo lắng tâm lý rất là lớn và liên quan những cái người COVID hiện nay đang khỏe nó cũng khá là nhiều đó. Chúng ta phải cẩn thận khi mà đi lâm sàng và tiếp xúc với người khác. À, thì cái dương tính giả này là nó là bất thường, không phải là bệnh, tức là sau đó mình phát hiện ra, tức là thường là sẽ so sánh với cái tiêu chuẩn vàng.
Còn cái overdose snow thường là do cái tiêu chuẩn mà chúng ta đưa ra. À, chúng ta chỉ cần thay đổi cái tiêu chuẩn là sẽ thay đổi đi cái số lượng bệnh nhân được chẩn đoán. Rồi cái việc mà chụp nhũ ảnh rồi dẫn đến là cái phẫu thuật cắt tuyến vú nó cũng là trong này là cũng có một phần nó nhưng mà này người ta lại phân thêm một cái nhóm là điều trị quá mức nữa, cái này nó hơi sâu thì giới thiệu qua thôi, các em không cần này. À, nó là over là được vú à, có thể là không cần thiết được gọi là điều trị quá mức. Okay, xin lướt qua cái này nha. Underdiagnose thì ngược lại là chúng ta không nhận biết hoặc là chẩn đoán chính xác một bệnh, đặc biệt là nó xảy ra ở một cái tỷ lệ đáng kể đối với bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh hiếm chúng ta không nói nha, bệnh hiếm bác sĩ bỏ sót khi mà đi khám bệnh thăm khám, nhưng mà những cái bệnh rất là phổ biến nhưng mà đi khám thì không được bác sĩ chẩn đoán thì đó là cái underdiagnose. Ví dụ như là chứng biến ăn. À, chứng biến ăn ngay cả ở Việt Nam mình có bao giờ mình đặt bút chẩn đoán một cái trường hợp là bị cái rối loạn ăn uống hay không thì hầu như là cũng chưa thấy, trong khi ở Mỹ thì cái báo cáo trường hợp này rất là lớn. À, và người ta thấy là cái chênh lệch kéo dài này là do cái định kiến. À, định kiến, à, người ta nghĩ là chán ăn nó là một cái vấn đề bình thường, nó giống như là một cái triệu chứng chứ không phải là để chẩn đoán và phát hiện cái nguyên nhân tâm lý tiềm ẩn, cho nên cái này thường hay bị bỏ qua. Rồi cái nữa là gì, và cái nữa là nếu mà đi sâu về cái chứng biến ăn và cái chứng ăn uống vô độ đó các em, thì người ta thấy là giữa cái tức là rối loạn ăn uống là một cái từ chung nha, là ít được chẩn đoán, nhưng mà giữa cái người biếng ăn và cái người ăn nhiều á thì ai sẽ được chẩn đoán nhiều hơn, thì cái người biếng ăn á sẽ được chẩn đoán nhiều hơn so với người ăn nhiều. À, biếng ăn em còn đi đặt bút là chán ăn, rồi điều trị kích thích ăn uống, còn cái người mà ăn quá nhiều chúng ta có ghi chẩn đoán là cái người này ăn quá nhiều không, không có bao giờ ghi cái chẩn đoán đó mà cũng ít có can thiệp tư vấn lắm. À, trong khi hoặc là nó âm thầm không phải là ăn quá mức mà người khác phát hiện ra có thể là nó nhiều hơn bình thường, nhưng mà dẫn đến là gì, bệnh nhân bị béo phì, thì đó cũng là có liên quan đến cái nguyên nhân về tâm lý nhưng mà lại bị bỏ sót rất là nhiều. Và cái này thì cô nói thêm là đối với cái bệnh lý tâm thần phổ biến ở phòng khám hay bị bỏ sót mà lẽ ra chúng ta có thể chẩn đoán được, đó là cái trầm cảm và rối loạn lo âu, thì cái này gặp rất là nhiều và bị bỏ sót cũng rất nhiều. Thì người ta thấy là trong vòng 1 năm trước khi, đối với những cái bệnh nhân mà tự tử đó, thì người ta thấy là trong 1 năm có đi khám bác sĩ nhưng không được chẩn đoán, không được phát hiện nha. Thì cái này rõ ràng nó là cái underdiagnose và đưa đến cái hậu quả nghiêm trọng. Rối loạn ăn uống cũng là một cái dạng của bệnh lý tâm thần đó các em. À, và thường gặp ở người trẻ, vị thành niên. Và điều này cũng có thể giải thích được, mấy em thấy là cái nguyên nhân mà ở trẻ nhỏ, trẻ tuổi dậy thì đó, tức là độ tuổi khoảng 14 tới 25 thì cái tự tử là chiếm rất là cao, nó có thể chiếm thứ hai, từ thứ tư cho đến thứ hai ở một số quốc gia, và nam cũng như nữ, trong khi là ở cái nhóm tuổi cao hơn thì nữ chiếm chọi hơn so với nam giới. Rồi tương tự như vậy thì cái sa sút trí tuệ cũng ít có được chẩn đoán trên lâm sàng. Người ta nghĩ rằng là cái việc mà hay quên ở người già có khi nó là cái quá trình sinh lý và ít có được chú ý, và đôi khi đây là những cái nghiên cứu họ làm sâu hơn trên những cái người mà đi khám bị sa sút trí tuệ đó, thì trong số những cái người lớn tuổi có khả năng mắc cái chứng này, nhóm của mình
mà rơi vào ai, ai là cái người mà ít được chẩn đoán, thì đó là những cái người mà có trung học phổ thông đi khám bệnh một mình, tức là ít có, không có gia đình đi kèm để mà khai bệnh rồi, hoặc là ít suy giảm chức năng hơn, tức là bị ở cái trường hợp nhẹ. Rồi một cái lưu ý trong cái phần sàng lọc này, nãy giờ các em sẽ thấy các cái tình huống, một số cái tình huống, thì chúng ta biết là ở phòng khám không đơn thuần là sàng lọc không, mà còn phải chẩn đoán bệnh nhân nữa. Tại vì không có phải là người khỏe nào họ cũng đi đến bệnh viện để sàng lọc, mà hiện nay thì sẽ rơi vào cái người bệnh mãn tính mà cũng tương đối là nhiều bệnh. Xin lỗi các em, cái máy của chắc bộ nhớ đầy nó hơi nặng, các em chờ một chút nha, nó bị quay lại. Rồi, cô nói tiếp chỗ này thì thường hiện nay đó thì cũng có một số người là khỏe mạnh mà thường là người trẻ thì họ đi khám sớm, và trong khi cái người trẻ khám sớm thì lại không có nhiều test được chỉ định, là chủ yếu là tiêm ngừa hoặc là thay đổi lối sống là cần thiết, so với nhiều cái test sàng lọc thì không có đặt ra quá nhiều. Nhưng mà hiện nay thì có nhiều người lớn tuổi có nhiều bệnh và họ đi là kiểm tra tổng quát để không bỏ sót bệnh, tức là họ muốn biết coi đầy đủ cái tình trạng của mình như thế nào, thì mấy em phải làm cùng lúc là cái hoạt động sàng lọc và chẩn đoán luôn, tức là bệnh nhân hiện tại đang có những cái bệnh gì thì chúng ta sẽ chẩn đoán về bệnh và biến chứng. Rồi còn đối với sàng lọc thì những cái bệnh nào chưa mắc cần phải làm gì, thì chúng ta làm song song hai cái hoạt động này. Các em nhìn cái slide vẫn bình thường phải không? Rồi cảm ơn em, tôi tiếp tục. Rồi sàng lọc có thể gặp khó khăn hơn chẩn đoán do ở cái giai đoạn bệnh nhân chưa có triệu chứng. Ví dụ như thế này, bệnh nhân họ than đau, đau ở cái vùng bụng dưới, đau có cái đặc điểm là đau dọc theo cung đại tràng, ở một cái người độ tuổi khoảng 45. Như vậy thì cái chỉ định mà tầm soát về ung thư đại tràng đặt ra là ở cái người từ 50 trở lên là chúng ta cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm phân. Rồi bây giờ một cái người mà có triệu chứng như thế, như vậy thì chúng ta có nên sàng lọc ung thư đại tràng hay không? Đó là một cái câu hỏi đặt ra. Rồi ở cái giai đoạn mà bệnh nhân chưa có triệu chứng là chúng ta càng khó quyết định. Ví dụ như tuổi 50 mà ta hoàn toàn ta khỏe mạnh, thì chúng ta có cho nội soi đại tràng hay không? Sàng lọc nó sẽ có thể gặp khó khăn. Nếu mà có triệu chứng như chứng chẳng hạn như rối loạn đi tiêu thì có thể là một cái xem xét nha, hoặc là đau kéo dài không có đáp ứng với điều trị nội khoa, không tìm được nguyên nhân, hay là có tiền sử gia đình nhân dân thì có những cái chỉ định để mình xem xét. Còn sàng lọc đơn thuần ở cái giai đoạn chưa triệu chứng thì có thể gặp khó khăn hơn. Rồi chúng ta giải thích cho bệnh nhân cái việc làm hay không làm. Không làm, bệnh nhân hỏi là có thể bỏ lỡ cái cơ hội hay không nếu mà có bệnh, thì cái đó cũng phải quyết định trên từng cá thể. Dĩ nhiên thì chúng ta sẽ áp dụng cái guideline chung để dễ dàng cho người bác sĩ hơn, chứ không phải là chúng ta phải xem từng trường hợp riêng. Mình vẫn dựa trên cái guideline chung nhưng mà sẽ cá thể hóa. Rồi cái phần tiếp theo là tiêu chuẩn sàng lọc. Thì các em nắm giùm cho cô bốn cái tiêu chuẩn. Đối với một cái bệnh được sàng lọc và một cái test được sàng lọc ấy, thì nó sẽ thỏa bốn cái tiêu chuẩn này. Một là cái bệnh đó là có đặc điểm là gì, cái tần suất nó lớn, tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống hoặc là tuổi thọ. Ví dụ như tăng huyết áp nè, đái tháo đường nè, tần suất khá nhiều và tác động đáng kể. Rồi có sẵn phương pháp điều trị, những cái bệnh đó là hoàn toàn chúng ta kiểm soát được. Rồi có đủ cái thời gian từ lúc mà phát hiện
triệu chứng phát hiện bệnh cho đến cái lúc mà điều trị nó có ý nghĩa. Nhà có những cái bệnh cái thời gian nó ngắn quá, ví dụ như ung thư gan, mặc dù là cái tác động lớn nhưng mà cái khoảng thời gian giữa phát hiện cho đến điều trị hiệu quả nó lại ngắn, thì chính vì lẽ này mà cái ung thư gan là cũng sẽ không có thỏa được cái tiêu chuẩn. Bên trong này rồi điều trị nó sẽ có hiệu quả cao số 1. Rồi, tiêu chuẩn số 2 là nói về hiệu quả kinh tế nha. Hiệu quả kinh tế cái này các em có thể hiểu được, tức là người ta sẽ tính toán về mặt kinh tế giữa cái dự phòng sàng lọc, điều trị dự phòng thì so với cái điều trị như thế nào, thì đây là những cái nghiên cứu trên diện rộng. Rồi, cái tiêu chuẩn thứ ba là đặc điểm của test. Đặc điểm của test. Cái này thì nó thiên về cái đơn thuần là cái test sàng lọc. Thì mấy em nhớ hai cái giá trị là độ nhạy và độ đặc hiệu nha. Và sẽ có cái slide giải thích thêm cái chỗ này. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái test thì nó phải tương đối là đủ nhạy và đủ đặc hiệu. Và tiêu chuẩn thứ tư là đặc điểm của dân số được sàng lọc. Dân số tức là cái nơi mà mình áp dụng, cái cụ thể dân số tức là có cái tần suất bệnh tương đối cao, có thể tiếp cận được với cái sàng lọc và điều trị. Thì thường là hiện nay là sàng lọc là những cái người họ khám, tức là không phải bảo hiểm y tế nhiều hơn, hoặc là đối tượng bảo hiểm y tế thì phải là tự nguyện về cái phần sàng lọc này, chứ chúng ta không có được thanh toán cái chi phí mà khám tổng quát như là khám sàng lọc. Rồi tuân thủ với test chẩn đoán và điều trị, tức là khi sàng lọc ra thì phải điều trị tiếp theo. Rồi tuân thủ với test chẩn đoán, ví dụ như những cái test xâm lấn chẳng hạn như nội soi, rồi phát hiện ra có cái vấn đề gì họ tiếp tục điều trị cần thiết đó, thì cái nhóm dân số được lựa chọn như thế. Đó là bốn cái tiêu chuẩn. Rồi, cô xin giải thích thêm cái tiêu chuẩn số 4 về đặc điểm của test sàng lọc. Nói về test sàng lọc thì mấy ngày là các em nghe nhiều, ví dụ như về COVID nha. COVID thì chúng ta sẽ có nhiều cái test, trong đó hai cái nhóm test mà nổi bật đó, đó là cái tiêu chuẩn vàng và cái test chẩn đoán. Thì đối với COVID-19 thì tiêu chuẩn vàng nó là PCR, và cái test chẩn đoán chúng ta sử dụng rất là thường xuyên ở trong cộng đồng đó là test nhanh, phải không? Test nhanh. Nó còn một cái test nhanh là kháng thể trong máu, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta ít dùng, trong khi một số quốc gia thì họ lại ưa chuộng cái test này để sàng lọc trong cộng đồng. Ở đây thì chúng ta chủ yếu là lấy dịch hầu, dịch hầu mũi, tị hầu để chúng ta làm cái test nhanh. Rồi ở đây cô lấy một cái ví dụ, lát nữa sẽ lấy ví dụ về bệnh mãn tính để cho các em thấy. Bây giờ trước tiên chúng ta nắm cơ bản lại về cái giá trị độ nhạy và độ đặc hiệu. Thì cái này các em có học bên dịch tễ rồi, phải không? Chúng ta lập cái bảng 2 nhân 2 này, so sánh giữa cái tiêu chuẩn vàng và test chẩn đoán. Thì các em vẽ cho nó đúng cái thứ tự tiêu chuẩn vàng là theo cột nha, bên này dương âm, rồi test chẩn đoán thì theo hàng cũng là dương âm. Thì khi mà đối chiếu hai bên thì chúng ta có bốn trường hợp xảy ra, bốn trường hợp. A đó là dương tính thật, D là âm tính thật, rồi B là dương giả và C là âm giả. Thì độ nhạy được tính theo công thức là A chia cho A cộng C, và độ đặc hiệu là D chia cho B cộng D. Cái này chúng ta định nghĩa như thế nào? Định nghĩa thì mình không có còn con số A, B, C gì ở đây nữa. Đây là trên công thức. Nhưng mà khi mà nói một cách khái quát về định nghĩa đó, thì các em sẽ nhớ là gì? Độ nhạy là cái khả năng mà test cho dương tính trên những người bị bệnh. Tại người bị bệnh ở đây là A cộng C nè, dựa theo tiêu chuẩn vàng.
nha. Thì A cộng C. Rồi A là khả năng mà test cho dương tính. Rồi tương tự như vậy thì độ đặc hiệu là khả năng test cho âm tính trong những người không bệnh. Độ nhạy chắc các em dễ hiểu hơn nha. Khả năng test cho dương tính trong những người bệnh. À, mình dễ hình dung là gì? Ví dụ như là COVID đi. À, các em có nhóm bệnh. Nhóm bệnh là cái nhóm chẳng hạn như là đang ở bệnh viện là F0 đi. À, bây giờ A, tức là cái test, nếu mà chúng ta cho test nhanh trên tất cả những cái người mà F0 đang điều trị ở bệnh viện đó, thì được bao nhiêu người dương tính? Đó chính là độ nhạy, là khả năng mà test phát hiện ra người bệnh. À, nhưng mà một cái điều đáng ngạc nhiên là một số cái nghiên cứu các nước thì cái độ nhạy của test nhanh nó lại khá là thấp nha. À, một cái nghiên cứu ở tại Brussels của Bỉ, ở bệnh viện á, thì cho thấy cái độ nhạy nó chỉ đạt khoảng 50% thôi các em. Nha. Chúng ta thấy mặc dù là bệnh nhân đã được chẩn đoán ở bệnh viện đó, nhưng mà cái test nhanh nó chỉ cho dương tính khoảng 50% thôi. À, đó chính là độ nhạy. Như vậy còn 50% trường hợp còn lại là gì? Đó là nếu mà mình xét theo cái công thức này nè em, thì 50 còn lại chính là âm giả, phải không? Có bệnh nhưng mà test trả lời là âm tính. Như vậy đây là âm tính giả. Rồi, tương tự như vậy, nếu mà chúng ta sử dụng cái test nhanh trong cộng đồng là những cái người khỏe mạnh nha, đã được chẩn đoán PCR. Rồi, đây là những người không bệnh, nhưng mà test trả lời được bao nhiêu âm tính thì đó là độ đặc hiệu. Độ đặc hiệu. Như vậy thì vẫn có một số trường hợp dương giả, nghe dương giả. Mà cái này thì bệnh nhân mừng, phải không? À, không phải bị bệnh. Cuối cùng thì được khẳng định là dương giả. Vậy dương giả đó chính là B. Và đối với COVID thì cái dương giả mặc dù cũng có đó em, chúng ta cũng gặp một số trường hợp, nhưng mà cái trường hợp âm giả nó cao hơn nha. Cái C này mà có nghiên cứu lên tới 50%, do đó thì cái khả năng tiên đoán dương của nó thì nó cao, nhưng mà khả năng tiên đoán âm của nó rất là thấp. Rồi chúng ta nhớ thêm hai cái con số này, đó là cái giá trị tiên đoán dương và âm, nghe gọi tắt là BBV và NBV. Khả năng hay là giá trị tiên đoán dương nó là gì? À, là chúng ta chia theo cái chiều ngang, hồi nãy mình chia theo cột. Nha, bây giờ chia theo chiều ngang thì cái mẫu số nó thay đổi. Mẫu số A cộng B đây chính là những cái người bệnh. À, xin lỗi, cái người mà có test dương tính. Và A thì đổi lại là người bệnh. Như vậy thì nói về định nghĩa, thì cái giá trị tiên đoán dương nó chính là khả năng bị bệnh của những người có test dương tính. Và NBV, giá trị tiên đoán âm, nó là khả năng không bị bệnh hay là âm tính. Ở chỗ này xin lỗi, khả năng không bệnh ở những người có test âm tính. À, được không em? Như vậy thì cái người mà test COVID, test nhanh khi mà dương tính, họ không có quan tâm là cái test này độ nhạy bao nhiêu. Thường bệnh nhân người ta chỉ quan tâm là gì? À, tôi có bệnh hay không? Nè, chứ không biết là cái test này nó nhảy, nó đặc hiệu như thế nào. Cái đó là chuyện của các nhà nghiên cứu và nhà lãnh đạo. À, vấn đề là bệnh nhân hỏi là tôi có bệnh hay không. Thì nếu mà test dương tính ở đây, thì cái chúng ta trả lời là cái con số này là A chia cho A cộng B. Thì theo nghiên cứu là con số này nó cao hơn là cái NBV. À, thì mình sẽ trả lời cái xác suất, cái khả năng nó cao hơn. Còn đối với cái test mà âm tính, bởi vì nó có nhiều cái trường hợp âm tính giả, điều này cho thấy bị bệnh. Cái này nó cũng giống như cái test nhanh của cái S. pylori vậy đó, dạ dày á. À, nó cũng tương tự vậy. Thì khi mà mấy em gặp một cái người mà có test nhanh dương tính á, thì cái khả năng mà họ bị bệnh á, bị nhiễm á, rất là cao nha. Còn khi mà chúng ta gặp test nhanh âm tính thì chúng ta trả lời là gì? Chưa chắc, chưa loại trừ được.
thì lúc đó cần phải làm thêm cái test khác để khẳng định chứ mình chưa trả lời bệnh nhân là không có bị nhiễm. Còn cái test dương tính thì các em có thể tự tin trả lời là bị nhiễm và có thể tiến hành điều trị nếu như bệnh nhân chưa có điều trị trước đó. Thì cái ý nghĩa của con số này là như vậy và giúp cho cái người bác sĩ lâm sàng ra quyết định cũng như là giúp cho bệnh nhân biết rõ hơn hai cái con số trước. Hai con số trước là cái người nghiên cứu và nhà lãnh đạo họ quan tâm nhiều hơn để chọn lựa test. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn một cái test nhạy khi mà mình không muốn bỏ sót bệnh, ví dụ như lao, thì mình sẽ chọn cái test nhạy. Trước khi mà có PCR hiện nay phổ biến như hiện nay đó, thì chẩn đoán lao chủ yếu là dựa vào cái X-quang ngực thẳng và BK đàm. Thì giữa hai cái test này thì BK là nó ít nhạy hơn so với cái X-quang ngực thẳng. Thì người ta lựa chọn cái X-quang để sàng lọc và có thể điều trị dựa vào cái triệu chứng lâm sàng cộng với X-quang cho dù là BK đàm âm tính. Đó là sử dụng cái test nhạy. Còn hiện nay với cái sự có mặt của PCR lao rất là nhạy và đặc hiệu đó, thì nó cũng giúp cho cái việc chẩn đoán nó thuận lợi hơn. Rồi, một cái test đặc hiệu sẽ cần khi mà kết quả dương tính giúp có thể làm tổn thương bệnh nhân về mặt sinh lý, cảm xúc hoặc là tài chính. Do đó thì cần cái test đặc hiệu. Các em nhớ là gì? Test mà cái dương tính giả có thể làm tổn thương bệnh nhân, ví dụ như là ung thư hoặc là HIV. Thì cái test đặc hiệu của ung thư là gì? Đó là giải phẫu bệnh. Mình có thể dùng cái test nhanh, ví dụ như là mô học, tế bào học. Nhưng mà giải phẫu bệnh để khẳng định là có ung thư hay không, đó là cái test đặc hiệu. Đặc hiệu có nghĩa là gì mấy em? Đặc hiệu là cái âm tính. Âm tính thật đó, nó cao và dương tính giả nó thấp. Dương tính giả tức là hiếm khi nào mà gì? Cái người bình thường mà cho cái kết quả là giải phẫu bệnh là ung thư. Đó là chính là cái giá trị của nó. Rồi HIV thì chúng ta phải làm qua hai bước. Đó là ELISA và cái Western Blot. Cái test thứ hai là đặc hiệu hơn. Rồi. Giá trị tiên đoán thì nó phụ thuộc không chỉ vào cái giá trị của test mà nó còn đặc điểm của quần thể. Thì chính vì cái điều này mà dẫn đến là mỗi nơi, mỗi một cái quần thể, mỗi một quốc gia có thể sẽ lý giải một cái cận lâm sàng nó hơi khác nhau. Đó là dựa vào cái đặc điểm, cái tần suất bệnh. Ví dụ như lao ở Việt Nam rất là phổ biến nha. Nhìn vào cái phim, nhìn cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân thì mấy em phải nghĩ sớm đến lao. Trong khi ở các cái quốc gia phát triển như ở Mỹ, họ cái tần suất lao rất là thấp, thậm chí họ sang Việt Nam họ yêu cầu là được học về bệnh lao, bên quốc gia họ rất là ít. Đó thì cầm cái phim phổi thì người ta không nghĩ đến lao đầu tiên, phải nghĩ đến cái bệnh khác, ví dụ như viêm phổi nói chung chứ không phải là lao do cái vi khuẩn khác này. Ngay trong khi ở Việt Nam thì các em nên nghĩ trong đầu xem coi là bệnh nhân có bị lao hay không. Rồi, một cái ví dụ minh họa trên bệnh tăng huyết áp để các em so sánh giữa các bốn cái con số này. Nãy chúng ta học rồi, độ nhạy, độ đặc hiệu. Thì cô lấy ví dụ như là cái đo, cái test sàng lọc nó chính là đo huyết áp bằng cái máy đo điện tử, máy đo thông thường đó, ở cẳng tay, ở khuỷu tay. Rồi hiện nay thì phòng khám cũng trang bị thêm trong mùa Covid những cái máy tự động mà không cần hỗ trợ của điều dưỡng, bệnh nhân vẫn có thể làm được và tự động quấn băng. Thì so với cái huyết áp kế thủy ngân là cái tiêu chuẩn vàng thì cái test người ta thấy là cái giá trị nó không thay đổi, cho dù mình test trên cái cộng đồng người người trẻ là dưới 40 hay là người cao tuổi từ 60 trở lên thì cái giá trị của test nó vẫn là như thế này.
ví dụ như là con số là 97 và 93%, con số rất là cao. Nên một test mà được trên 90 hoặc là trên 95 là rất là tốt đó em. Rồi, nhưng mà hai cái cộng đồng này nè, nó khác nhau ở cái tần suất bệnh thì điều gì sẽ xảy ra? Giá trị tiên đoán nó sẽ khác nhau. Và bên nhóm nào cao hơn em? Giá trị tiên đoán dương ở cái nhóm mà có tần suất bệnh cao hơn, nó sẽ cao. Là chúng ta thấy BBB là 85 so với bên nhóm trẻ là 42, tức là cao gấp đôi. Trong khi NBB thì cũng rất là cao hai nhóm. Như vậy thì cái vấn đề mình quan tâm là cái BBB là cái dương tính. Thì cái nhóm người trẻ là sai khoảng phân nửa, trong khi cái nhóm người cao tuổi thì đúng rất là nhiều. Chứng tỏ là gì? Những cái người dưới 40 này thì mình phải đo lại, kiểm tra lại trước khi chúng ta kết luận, bởi vì cái sai số nó lên đến hơn 50. Ở đây chúng ta gọi là cái gì? Cái khả năng, nếu mà đọc chính xác theo con số này đó là cái khả năng chẩn đoán dương nha, hay là giá trị tiên đoán dương của nó thấp 42%, thì đưa đến là chúng ta sẽ theo dõi, đo lại, theo dõi trên cái người trẻ. Rồi, các test sàng lọc COVID-19, nãy giờ cũng có cho ví dụ liên quan cái này thì cô sẽ lướt qua nha. Rồi, cái phần tiếp theo đó là cái phần cơ sở của sàng lọc. Thì phần tiếp theo là mấy em chủ yếu là ứng dụng các cái test theo khuyến cáo. Chúng ta không cần phải nghiên cứu nhiều, chủ yếu mấy em hiểu các con số và áp dụng thôi. Thì bài này cô áp dụng một số cái khuyến cáo. Thứ nhất là của Ủy ban Y tế Dự phòng Hoa Kỳ, USBSTF, viết tắt USBSTF, là thường đưa ra các cái khuyến cáo. Đây là cái ủy ban mà cập nhật các cái khuyến cáo thường xuyên để sàng lọc cho cộng đồng, cho dân cư nói chung. Rồi cái bài là cái những cái tài liệu tham khảo, những cái bản phụ lục cho các em đó, thì chính là ở từ Bệnh viện Đa khoa Philippines. Họ xây dựng cái này là ở cấp quốc gia, thì họ xây dựng cái khuyến cáo theo lứa tuổi và nguy cơ cũng tương đối là dễ hiểu. Tuy nhiên thì nó mang tính tham khảo, tại vì như cô nói với các em thì cái sàng lọc nó sẽ dựa vào quốc gia, mỗi quốc gia tùy theo cái điều kiện kinh tế, xã hội, rồi cái bệnh lý người dân đó, thì văn hóa sẽ có những cái khuyến cáo khác nhau. Này mang tính chất tham khảo và chúng ta vẫn cập nhật thường xuyên ha, kiến thức của các nguồn. Rồi tiếp theo nữa là Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra một số cái khuyến cáo, nhưng mà ở Việt Nam thì đưa theo bệnh nhiều hơn là theo cái bảng chung của tuổi và nguy cơ. Rồi giới thiệu với các em là cái bảng phụ lục ở trong bài á, chúng ta có 4 nhóm ABCD. Và mỗi nhóm như vậy có 4 cái bảng, thì tổng cộng mình có 16 cái bảng. Và nó đi theo cái trình tự là test đề nghị chung cho quần thể chung, rồi test cho quần thể lựa chọn, tức là những người có nguy cơ, test không đề nghị thường quy và test không đề nghị. Nó có 4 cái bảng. Trước khi sàng lọc thì mình cũng nên biết bệnh nhân của mình là bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, có gia đình hay chưa, rồi có hút thuốc lá hay là lạm dụng rượu bia, sử dụng rượu bia như thế nào, tiền sử gia đình, thì những cái yếu tố này làm tăng cái lựa chọn cái test nó phù hợp. Trẻ em thì không có nhiều test, thì cái này các em xem qua thôi, không có học. Đối với thai phụ nó cũng là một cái giai đoạn ngắn, trong vòng 9 tháng. Thì cái phần này và chủ yếu là bên lĩnh vực sản phụ khoa, thì cái này các em cũng xem qua nha. Có thể cái người bác sĩ ở phòng khám sẽ có cái vai trò là ở cái thời điểm đầu, tức là tư vấn trước khi mang thai,
sàng lọc, khám tiền sản đó, rồi tư vấn cho thai phụ cái phần này. Đây là một cái bảng minh họa, bảng A1 cho người lớn, thì các em có thể tham khảo cái bảng này. Ví dụ như là những cái người từ 20 trở lên thì mình sẽ có khuyến cáo là tính BMI hàng năm, đo huyết áp mỗi năm, rồi khám mắt, tiền sử hút thuốc lá, rượu bia, hoạt động thể lực đều là mỗi năm từ 20 tuổi trở lên nha. Thì nếu mà làm đầy đủ thì chúng ta thấy cũng khá nhiều nội dung. Đường huyết và mỡ máu thì từ 40 trở lên là mỗi 2 năm một lần. Và cũng tùy theo, đây là cái khuyến cáo cho dân số chung, nhưng mà những người mà dân số lựa chọn, ví dụ như gia đình mà có tiền sử bị đái tháo đường chỗ này nè mấy em, thì ở cái tuổi 40 thì cái khuyến cáo có thể gần hơn, tức là mỗi một năm. Rồi những cái test sàng lọc ung thư bao gồm là khám khoang miệng, rồi xét nghiệm phân, tìm máu trong phân, hoặc là một số quốc gia thì có khuyến cáo sớm hơn, đó là nội soi đại tràng, thậm chí là nội soi dạ dày ở tuổi 50 nữa các em, ví dụ như là Nhật Bản. Rồi đánh giá thính lực, thị lực, chức năng sinh hoạt, té ngã ở một số quốc gia họ làm thường quy từ 60 tuổi trở lên. Đó là thêm một cái đội ngũ về cái kỹ thuật viên trị liệu chức năng, họ sẽ đánh giá cái này định kỳ mỗi năm, hỗ trợ cho cái người bác sĩ gia đình. Rồi bạo lực gia đình đánh giá từ 20 trở lên, cái này thì nó cũng tế nhị, thông qua chúng ta quan sát, thường là ở vùng địa phương khi mà khám phụ nữ quan sát, ví dụ như là có những cái vấn đề về chấn thương chẳng hạn, đó là để chẩn đoán. Còn bạo lực gia đình thì chúng ta sàng lọc như thế nào, nó cũng là, hoặc là những cái người bác sĩ hay nhân viên y tế ở tại cộng đồng, tại địa phương á, có thể nắm rõ gia đình hơn thì cái việc sàng lọc này có thể chính xác hơn. Rồi khám vú, chụp nhũ ảnh. Khám vú thì từ tuổi 40, mà chụp nhũ ảnh thì có hai cái quan điểm là từ 40 thì người ta cân nhắc có thể chụp hoặc không nha, từ tuổi 50 là bắt buộc mỗi năm một lần nha, và định kỳ là hàng năm, còn tuổi 40 thì nếu cần chúng ta cho, và định kỳ là mỗi 2 năm. Rồi phụ nữ mãn kinh chúng ta có thêm cái phần là đánh giá loãng xương nha, một lần, và nó cũng theo cái nguy cơ nha, nếu mà cái người phụ nữ mãn kinh mà mình thấy nguy cơ cao thì chúng ta cho đo đánh giá sớm, những cái người nguy cơ thấp hơn thì mình có thể trì hoãn, nhưng mà trong vòng độ tuổi từ 50, 60, 65 đó thì ít nhất người ta phải được đánh giá một lần. Nha, thì những người nào có nguy cơ loãng xương cao hơn mấy em? Câu hỏi phi công, nhân viên bảo vệ thì người ta cho đo ở đồ định kỳ chứ không có phải là cái nhóm quần thể chung. Rồi dân dân thì các em xem thêm cái này. Ví dụ như là nhóm nhân viên y tế, sinh viên ngành y nè, các em là có chỉ định test sàng lọc là viêm gan B, và nếu chưa xét nghiệm, chưa tiêm ngừa, nếu chưa xét nghiệm và chưa tiêm ngừa thì chúng ta làm thêm cái kháng thể viêm gan B nha. Còn sàng lọc thông thường thì chỉ cần cái kháng nguyên, nhưng mà để mà tiêm ngừa thì chúng ta làm thêm cái kháng thể. Rồi ngoài ra thì có thêm cái test về lậu cầu giang mai cho một số nhóm người có nguy cơ. Rồi pap smear thì chúng ta cho làm là
từ khi có gia đình hoặc là có quan hệ tình dục thì ở độ tuổi thông thường là được chọn là 21, và mỗi năm nếu mà bình thường trong 2 năm liên tục thì mình làm giãn ra khoảng 3 năm một lần, nhưng mà không quá 3 năm. Thì thường ta thấy rơi vào cái ung thư cổ tử cung mà muộn là thường là sàng lọc sau 3 năm. Do đó thì cái khuyến cáo tối thiểu là nên sàng lọc mỗi 3 năm nha. Rồi những cái nhóm đặc biệt nữa là tiền sử gia đình, ví dụ như là có bệnh mạch vành sớm thì giờ chúng ta cho xét nghiệm bộ mỡ sớm. Rồi đường huyết, gia đình có người bị đái tháo đường, vân vân. Rồi ECG như nãy cô nói thì người ta sẽ lựa chọn cho hai yếu tố trở lên trong những cái yếu tố nguy cơ sau đây. Đó là trên 55 tuổi hoặc là mãn kinh, rồi hút thuốc lá, béo phì, tiền sử gia đình có bệnh mạch vành sớm, rồi rối loạn lipid máu có tính gia đình. Rồi đó là chúng ta chia nãy là theo cái độ tuổi và nguy cơ nó phù hợp cho ở phòng khám nha, các em dễ tra theo tuổi và nguy cơ. Rồi bây giờ tóm tắt thêm một cái hướng nữa để cho các em dễ nhớ, đó là cái chương trình sàng lọc là theo bệnh lý nha. Thì cũng trích dẫn từ một số cái khuyến cáo, trong đó có cái khuyến cáo của Ủy ban Y tế Dự phòng Hoa Kỳ. Ở đây thì cô chia ra ba nhóm, nhóm ung thư, bệnh không lây, NCD và sức khỏe tâm thần. Thực ra thì ung thư và sức khỏe tâm thần nó cũng thuộc NCD, nhưng mà mình nhấn mạnh về cái nội dung nó cũng khá lớn nha, thành ra tách ra ba cái nhóm cho các em dễ nhớ. Rồi mấy em lưu ý là bệnh nhân đi khám có triệu chứng thì mình sử dụng thêm cái test chẩn đoán. Rồi ví dụ như là ung thư thì đối với nữ chúng ta có ung thư vú cổ tử cung, nam ung thư tiền liệt tuyến, và cả hai giới là đại trực tràng và gan. Nha, đối với nữ thì khuyến cáo thường quy đó là tự khám rồi siêu âm tuyến vú bước đầu, nhưng mà nhũ ảnh vẫn là cái test được khuyến cáo tốt nhất. MRI cũng là test được khuyến cáo nhưng mà cái chi phí hơi đắt, ở một số nơi thì người ta có áp dụng. Thì do đó tính về cái độ, cái giá trị cũng như là chi phí thì cái nhũ ảnh vẫn là cái test được khuyến cáo nhiều nhất. Nhưng mà cái này đòi hỏi phải có thiết bị, tức là cũng phải ở tuyến tỉnh rồi có bác sĩ đọc kết quả tốt ha, thì chúng ta mới có thể làm được. Do đó thì nó cũng bị hạn chế và nó có một ít cái phần cái tính xâm lấn nữa. Rồi sàng lọc ung thư cổ tử cung nha, thì chúng ta áp dụng đây là theo cái quy định của Bộ Y tế, và chúng ta sàng lọc bằng Pap smear nha, hoặc là chúng ta phối hợp với xét nghiệm HPV. Rồi cũng tương tự như cô nói nãy. Rồi sàng lọc ung thư đại trực tràng thì có test là tìm máu trong phân và soi đại tràng, CT scan khi cần. Độ tuổi thì người ta giới hạn ở Mỹ thì người ta chọn là 45 đến 70. Rồi ở đây chúng ta áp dụng cái độ tuổi là từ 50, tại thực ra 45 nó cũng khá là trẻ, và 50 thậm chí 50 mà mấy em cho bệnh nhân sàng lọc, nhiều người họ cũng không có hợp tác. Ví dụ như lấy mẫu phân để thử thì bệnh nhân họ nói bình thường, không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà chúng ta có thể giải thích thêm chỗ này, bởi vì cái ý nghĩa khi mà có thể phát hiện sớm cái độ tuổi này can thiệp hiệu quả. Rồi, và cũng không có cái test nào gọi là tốt nhất đơn lẻ cho bất kỳ một cái người theo CDC của Hoa Kỳ. Mỗi test như chúng ta đã phân tích thì nó đều có những cái ưu nhược điểm. Do đó thì nó còn tùy thuộc vào một là cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để chúng ta lựa chọn giữa một cái người có triệu chứng hay không, có tiền sử gia đình hay không, rồi cái sự ưa thích cái lựa chọn của họ nữa.
Ví dụ như bệnh nhân ngày hôm đó người ta chủ yếu người ta đi kiểm tra vì cái vấn đề u đại tràng ví dụ như vậy, mà đến bác sĩ không cho làm gì đi về thì bệnh nhân cũng cảm thấy buồn nha, mặc dù và chúng ta thấy là cái nguy cơ thấp. Do đó thì cũng sẽ cân nhắc những cái yếu tố này tổng thể là trên là đó là cái tình trạng sức khỏe nè, rồi cái sự ưa thích hay gọi là cái nhu cầu của bệnh nhân, rồi khả năng mà chúng ta có thể làm được rồi đọc được kết quả tốt, tức là dựa vào cái cơ sở y tế, rồi cái nguồn lực để mà kiểm tra và theo dõi, là chúng ta test ra và có điều kiện theo dõi điều trị, theo dõi định kỳ cho bệnh nhân. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần xem xét. Rồi đối với tiền liệt tuyến thì hiện nay chưa có thống nhất đề nghị xét nghiệm PSA để sàng lọc, là do cái ngưỡng chưa có cái ngưỡng thống nhất nha. Cái này mấy em tham khảo thêm. Cái độ tuổi thì từ 65 trở lên nhưng mà chưa có khuyến cáo mạnh cái này. Rồi đối với gan thì AFP có phải là cái test để sàng lọc hay không? Thì thường bác sĩ hay cho cái này. Tuy nhiên thực ra thì cái AFP là chủ yếu là chúng ta dành cho bệnh nhân có nguy cơ cao như là có tiền sử viêm gan B chẳng hạn, là có tiền sử nghiện rượu. Còn cái xét nghiệm sàng lọc nên là xét nghiệm nguy cơ của ung thư gan, đó là viêm gan siêu vi B, C và nghiện rượu. Rồi test HCV đối với viêm gan C và cái tình trạng nghiện rượu bia, đó là có ý nghĩa hơn. Rồi đối với NCD thì các em biết là tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD là những cái bệnh được khuyến cáo. Trong này thì cái viêm gan B, C đưa vô đây nó cũng ít phù hợp phải không? Bệnh mãn tính không lây. Cái này là chúng ta gọi chung những cái bệnh mãn tính. Rồi như vậy thì xét nghiệm đường và lipid máu là cần thiết. Còn men gan, chức năng thận thì chủ yếu là để hỗ trợ điều trị hoặc là để chẩn đoán khi cần. Đối với người lớn tuổi thì mình sẽ đánh giá thêm về thính giác, thị giác. Rồi sức khỏe tâm thần thì như cô nói ban đầu, các em nên tầm soát thường xuyên ở những người có nguy cơ. Ví dụ như mình đi phòng khám bên bệnh viện tim mạch nè, nhiều bệnh nhân mãn tính, trong đó các em sẽ chọn lọc ra những cái người nào ví dụ như cái chúng ta biết là một là cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt hơn nha, tại vì rất nhiều thì nếu có điều kiện thì chúng ta sàng lọc hầu hết, nhưng nếu không thì chúng ta chọn lọc người có nguy cơ cao hơn, ví dụ như là những cái người mà sống một mình nè, người lớn tuổi nhiều bệnh sống một mình, rồi những cái người đau mãn tính, rồi người chăm sóc bệnh nhân mãn tính nha, người chăm sóc ví dụ như là tôi có một số bệnh nhân đang theo dõi tại nhà thì chăm sóc cho bệnh nhân tai biến mạch máu não chẳng hạn như vậy, chăm sóc cho bệnh nhân ung thư, người ung thư thì có thể ngắn nhưng mà cái di chứng nhồi máu não có thể kéo dài hơn, rồi những cái bệnh nhân nghiện rượu, nghiện thuốc, về hưu, phụ nữ mang thai sau sinh và cái tình trạng kinh tế thấp. Rồi, và cái bộ câu hỏi thì các em sẽ sử dụng bộ PHQ-9 và cách 7 là cái bộ được nghiên cứu nhiều về cái tính hiệu quả của nó tại phòng khám ngoại trú. Để đi lâm sàng cô sẽ giới thiệu thêm cái phần này. Rồi, cái đó là bước sàng lọc, nãy giờ chúng ta nói cũng khá nhiều. Bây giờ chúng ta sang cái bước cuối cùng là tham vấn nha. Mấy em hình dung ban đầu chúng ta đã xác định nguy cơ nè, chủng ngừa, sàng lọc, rồi bước cuối cùng tham vấn thì chúng ta sẽ nói cái gì? Một là chúng ta giải thích các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân nha, ví dụ như cái người ban đầu mình xét nghiệm ra đó, cái người bệnh nhân nam 40 tuổi thừa cân béo phì, tiền tăng huyết áp, tiền đái tháo đường, rồi có thể là bị tăng axit uric máu nữa, vân vân. Nghe rất nhiều nguy cơ như vậy thì mình sẽ giải thích cho bệnh nhân.
những cái yếu tố nguy cơ đang có, rồi mối liên quan với sức khỏe. Nếu mà kéo dài thì tình trạng sức khỏe sẽ là cái gì? Hiện tại có thể là đã có bệnh hoặc chưa, nhưng mà sắp tới sẽ như thế nào? Khuyến khích cá nhân thay đổi hành vi và lựa chọn yếu tố nguy cơ để thay đổi. Ví dụ trong số rất nhiều nguy cơ này thì mình chọn cái nào thay đổi trước, trao đổi với bệnh nhân, lên kế hoạch. Cùng lúc mấy em mà mong đợi bệnh nhân làm thay đổi hết thì rất là khó. Vì vậy thì sẽ thay đổi cái nào, chọn lọc lại, theo dõi. Rồi, đó là cái công việc tới đây của người bác sĩ. Ở Việt Nam thì cái điều kiện của chúng ta khó khăn hơn, do cái thời gian khám bệnh ngắn, bệnh nhân đông. Mấy em biết là cái mô hình này nó khá lý tưởng. Cái thời gian trung bình là khoảng 15 đến 20 phút cho mỗi bệnh nhân. Và ở các nước thì cái số lượng khám bệnh mỗi ngày là bao nhiêu mấy em? Trung bình khoảng 30 đến 32 bệnh nhân. Thì cứ tức là 8 tiếng đó, thì chia ra mỗi một tiếng chúng ta khám từ 3 đến 4 bệnh nhân. Trung bình 4 bệnh nhân. Nhưng mà ở Việt Nam thì theo quy định, ví dụ như bảo hiểm thì 65 bệnh nhân tối đa trong một ngày. Nhưng mà do tình trạng bệnh đông thì có nơi bác sĩ khám lên tới là 100 bệnh nhân. Thì cái mô hình này mấy em thấy là sẽ khó khăn. Tuy nhiên thì không phải bệnh nhân nào cũng làm hết cái mô hình này. Chỉ những cái bệnh mới mình chúng ta chưa có nắm. Còn lại bệnh cũ tới khám thì mình chỉ theo dõi nhắc nhở. Như vậy thì một số cách để chúng ta tăng cái hiệu quả và giảm cái thời gian gánh nặng cho bác sĩ đó là tập phát cái tờ rơi nè, rồi có thể liên lạc qua điện thoại, email để hướng dẫn thêm. Hiện nay thì mạng xã hội phổ biến thì bệnh nhân trao đổi với bác sĩ qua Zalo, Facebook cũng dễ dàng. Rồi website, nhưng mà mấy em lưu ý là website mà bệnh nhân đọc á, một số bệnh nhân hiểu đúng nhưng mà nhiều người họ tâm lý lo lắng, họ hiểu sai. Điều này cũng đưa đến cái hậu quả. Nhất là những cái nhóm bệnh nhân mà rối loạn lo âu đó. Thì cô có mấy bệnh nhân như thế, là đọc bệnh nào cũng thấy là mình có cái triệu chứng của bệnh đó hết. Cho nên là khi mà tầm soát xong bệnh này không có thì người ta lại chuyển qua bệnh khác tầm soát. Gặp rất nhiều. Rồi thì vấn đề chính lúc đó cái người bác sĩ phải coi lại cái vấn đề chính của bệnh nhân là gì để giải thích, để tránh tình trạng là bệnh nhân sẽ thường xuyên trong năm là đi khám tầm soát, khám rất nhiều lần, thậm chí nội soi, nội soi cũng rất là nhiều, cái test xâm lấn. Rồi đó là cái phần bước số 4 và cũng là kết thúc bài học. Không biết các em có đặt câu hỏi gì không? Các em có thể tham khảo thêm một số sách y học gia đình, cẩm nang y học gia đình ở tại thư viện. Rồi cũng như là chúng ta xem cái trang web, trang web, cái chỗ này cái năm hơi cũ nhưng mà mấy em xem trang web thì nó cập nhật thường xuyên nha. Cái trang mà cô giới thiệu đó thì chúng ta có thể lên đây. Hoặc là cái trang chuyên về guideline. Guideline thì có nhiều cái bệnh lý, trong đó có guideline tầm soát của Canada. Và cái này chúng ta tham khảo thêm thôi, tại vì cái khuyến cáo thì nó sẽ hơi khác giữa các quốc gia. Rồi các bạn có đặt câu hỏi gì không ạ? Nếu không có câu hỏi gì, các em làm mấy cái câu lượng giá ha. Có vài câu của bài. Câu số 1. Tình huống bệnh nhân nam 51 tuổi đi khám thì chúng ta sẽ cho những cái test nào các em?
Các bạn có thể nói luôn đi. À, cô không có xem bên màn hình, không có xem đáp án được. Chọn câu nào các em? Đối với một người nam 51 tuổi không có than phiền gì thì chúng ta chọn A và B ha, đo huyết áp, BMI. Rồi xét nghiệm nào chỉ định cho người này? À, các em hiểu theo cái câu này như thế nào? À, cô nói thêm cái đo ECG là chúng ta không có phản đối nha, bệnh nhân có thể làm một lần khi mà đi khám lần đầu nha, để chúng ta xem là được. Ví dụ như bệnh nhân người ta muốn kiểm tra về tim mạch, nhưng mà không có khuyến cáo lặp lại định kỳ cho những người như thế này. Ví dụ như tuổi 40, 50, không cần đo điện tâm đồ mỗi năm, tức là lặp lại định kỳ đó, nhưng mà vẫn có thể làm một lần ban đầu. Rồi câu số 2, mình chọn câu nào? Rồi, ở tuổi 51 thì chúng ta cho xét nghiệm đường nè, bộ mỡ là đúng. Như vậy là có hai ba câu đúng trong này nha. Thì giờ thấy ba câu đúng là mấy em chọn câu E là đúng rồi. À, rồi còn lại thì cái câu là tìm máu trong phân là cũng phù hợp từ 50 trở lên. Vậy là câu đúng là câu E. Rồi tình huống số 2 là một người nữ 27 tuổi đi khám, có gia đình hiện khỏe mạnh. Vậy chúng ta cho test gì? Cái câu nào đúng em? À, sờ buồng trứng là không có cái test này ha. Trừ khi là bệnh nhân phát hiện có cái khối gì bất thường, nghi ngờ u buồng trứng thì bác sĩ mới khám, gọi là sờ. Rồi khám nhú thì cũng không có chỉ định khám bởi thầy thuốc, chỉ có là tự khám từ cái tuổi 35 40. Do đó thì câu đúng nhất là pap smear. Rồi câu số 4 là test nào không đề nghị? À, nãy chúng ta chọn pap smear rồi, đo huyết áp cũng phù hợp. Như vậy còn lại là có phải là A và D không các em? Nha, chọn A và D là không có đúng. Bởi vì chúng ta nhớ cái bảng A1 là có chỉ định khám mắt. Do đó là chúng ta chỉ chọn A thôi, là không có tầm soát lậu cầu thường quy. Ba test còn lại là có khuyến cáo. Rồi tình huống số 3 là một người nam 30 tuổi không có tiền sử mắc bệnh, có uống rượu bia và hút thuốc lá, đi kiểm tra sức khỏe, khuyến cáo tầm soát định kỳ loại ung thư và test nào sau đây phù hợp. Cái này hai ý, tức là cái tầm soát loại ung thư và cái test nào, thì các em coi nó phải hai ý này đảm bảo thì chúng ta mới chọn. Như vậy thì câu nào đúng nhất ạ? Rồi chúng ta biết là ca đại trực tràng qua nội soi thì có khuyến cáo, nhưng mà dành cho tuổi nào? Đó là tuổi 50 ha, hoặc là tiền sử gia đình có ung thư đại tràng, có người bị ung thư đại tràng thì chúng ta trừ ngược lại 10 năm nha. Nhưng mà trong dữ liệu bài này là không có, cho nên mình không có chọn câu C. Rồi ca vòm họng cũng như vậy, là tuổi 50. Rồi ca phổi, ca phổi và X-quang ngực thẳng thì lại không có khuyến cáo. Câu B cũng sai, do đó thì chỉ còn lại câu A là tầm soát nguy cơ thôi. Cái này chúng ta gọi là nguy cơ chứ không phải là ca gan ha, là nguy cơ chứ không phải trực tiếp. À, thông qua là xét nghiệm viêm gan siêu vi B, C và tình trạng lạm dụng rượu. Vậy, đó là kết thúc bài học ngày hôm nay.
biết các em có đặt câu hỏi gì không?